Xin chào mọi người nhé. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, máy phát điện Xuân Trường lại bàn giao một con Zanma IDG200VS cho một anh khách ở trong làng Cố, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thì đây hiện tại là mình đang cho test tải hai chiếc điều hòa inverter, máy Nhật bãi nhé mọi người nhé, là hàng Nhật bãi nên là nó rất là nhẹ điện. Đấy, nên là một con 200VS này thì mình bao luôn cho anh ấy là chạy hai con điều hòa inverter của hàng Nhật bãi luôn nhé mọi người nhé. Đây hiện tại bây giờ mình sẽ sau đây là mình sẽ đi vào chi tiết từng con điều hòa một và quay qua cho mọi người nhé. Đây. Đây thiết bị nhà anh ấy đây, hiện tại là đang bật bóng sáng rồi nhé. Đó. Đây, tất cả thiết bị đang ngắt hiện tại là chỉ đang bật cái bóng sáng thôi. Đây là những cái cầu dao mà chia độ chia pha ở trên tầng 2 mình đang bật này. Đó. Đây là điều hòa nhé mọi người nhé. Và phòng rất là lạnh. Đây là cái điều hòa 9000 nhé mọi người nhé. 9000 với một điều kiện là mọi người chạy hai cái thì mọi người sẽ phải khởi động từng cái lên một trước. Đó, ví dụ như con này mọi người khởi động lên trước thì khoảng độ 5 đến 10 phút sau thì mọi người sẽ khởi động cái con tiếp theo, nó sẽ ok hơn. Hai con đóng vào một lúc thì nó rất là nặng điện. Đó, đây. Mình sẽ quay lên con tầng 3. Đó. Quay cho mọi người xem lốc điều hòa nó đã đóng hay chưa. Lắp máy phát điện thì mọi người cũng phải nên chú ý là quan trọng nhất là cái lốc điều hòa nó phải đóng. Tức là cái lốc điều hòa nó phải đóng thì cái làm lạnh thì nó mới làm lạnh được nhé mọi người nhá. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Đó. Điều hòa chức năng 9000 BTU chạy rất là êm luôn, inverter luôn nhé mọi người nhá. Đây mình sẽ quay cái tem thông số qua cho mọi người xem này. Đó mọi người thấy nhìn thấy không? 1,1 kW khi mà ở cái nhiệt độ mà nó đang làm lạnh nó đã đóng lốc được rồi nhé mọi người nhá. Bây giờ thì sẽ lên trên cái tầng máy. Máy thì cho mọi người xem là cái điều hòa nó đã đóng lốc hay chưa. Đó. Đây, điều hòa đấy nhé mọi người nhé. Đây, lắp máy phát điện thì quan trọng nhất đây là cái điều hòa khi mà lốc nóng nó đóng thì đương nhiên là cái mặt lạnh này nó sẽ làm lạnh được nhé mọi người nhé. Còn lốc nóng mà nó không đóng thì nó sẽ không phả được ga ra và sẽ không làm lạnh được nhé mọi người nhé. Đây, nó đang chạy nhé. Ok. Đó. Đây, nhà anh trai rất giàu. Chuyên đồ Nhật, chỉ chơi đồ Nhật, không chơi đồ ngoài. Đó, hãy tắt giúp em điều hòa nhé. Ok, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với bên máy phát điện Xuân Trường, số điện thoại là 0963 63 8495. Mình sẽ tư vấn và báo giá lắp đặt tận nhà luôn cho mọi người với cái phạm vi là 200 km trở lại nhé mọi người nhé. Ok, sau đây mình xin phép và kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin tạm biệt.